tựa đề á, thầy phải đặt cho tụi con. Cãi lời là lấy máy con luôn, rồi nó không cho con quay và phạt con luôn, và thầy cũng phạt luôn. Công an nó họp rồi đó. Không có đùa giỡn được. Rồi mà chúng mày đi học hay là đi công tác hay? Cái chuyện đó của thầy khỏi hỏi. Chừng nào có chùa mà cứ đến chùa đừng hỏi thầy đi đâu làm gì vậy. Giờ con đi đâu thầy họ có quyền gì hỏi con. Con suy nghĩ chi kỹ. Giờ con đi đĩa, đi đái, đi mua gì chuyện của con. Không để kế bên chùa cái mày đi ra, kế nhà con đi. Mày ra nãy mày đi đâu rồi đi đâu về. Tao ngày nào cũng hỏi vậy mày bực mày đâu. Thì đi làm, còn đi học hay đi chơi hay đi chợ hay đi gì. Thấy là biết rồi, về mới đi chơi về, hỏi đi làm về hả rồi. Dạ. Cứ mày hỏi điều tra người ta là ở đâu, làm gì. Là cái câu đó bực mình nhất là khi người khác đối diện mình không quen biết. Cái đó là đi đâu làm gì, còn cái này con hỏi là thầy ơi thầy đi đâu. Giờ con đến cơ quan đi. Người ta, cái người mà ta cần ta hỏi mình, tôi muốn làm hồ sơ đó. Ta lại ta chạy là người đó ta hỏi. Còn tự nhiên mày chặn ta hỏi đi đâu làm gì đi đâu đây. Là cái đó là ta chửi mình. Chính người ta đến cơ quan đó ta sẽ hỏi hoặc ta xin phép ta, ví dụ người ta cần hướng dẫn gì để ta phải hỏi mình chỉ cho người khác ra sao hướng dẫn. Dạ. Chứ còn này cho mình chặn đường chặn ngõ mình nói người ta. Vậy là không phải phép hay sao vậy? Dạ. Rồi thầy, ngày đi học đầu tiên của thầy như thế nào thầy? Học từ nhỏ đến lớn luôn, hồi đầu tiên. Không, ý nói thầy họ mới nói họ. Từ lúc 4 tuổi, mẫu giáo, cho đến giờ tao 4 mấy tuổi vẫn còn đến ra trường. Mày nghĩ sao ngày nào nghỉ mà hồi mới học đầu tiên. Mới khai giảng năm học gần đây nè thầy. Ở Tây Hãng lâu không ư? Chưa Tết là ta vô học rồi, còn giờ ra Tết là ta ăn Tết xong học để tiếp chứ đâu phải là cái đó là học tiếp mà thầy. Thì ra người ta nghỉ Tết bao nhiêu ngày đó là nghỉ Tết chứ không phải là nhập học. Nhập học là đầu năm. Này muốn hộ ghế gì. Rồi thầy đi học sao, thầy bạn bè đối xử hay sao thì kể cho mấy con nghe. Nhiều chuyện thì phải có anh thiện, người ác, người dữ. Con sẵn nhiều chuyện, nhiều chuyện luôn. Giờ đi học hỏi bạn này tốt rồi, tao nói cho nó chửi ta. Giờ có xấu cũng không dám nói xấu nữa. Mà mình nói mình không chơi người đó, không qua lại người đó được rồi. Không để mình nói chỉ mặt thằng này là nó ác lắm nè, nó xấu lắm nè, nó hiểm lắm nè, nó quýnh tao, nó chửi tao. Mà hỏi gì, cái đó mày bôi nhỏ, ta còn ghét dữ nữa. Những lúc thầy đi xuống người này kia là những người đó là bạn học chung của thầy hay sao thầy? Chị. Tự ứng xử. Dạ. Nói nhiều không hay. Thôi nói nhiều đi thầy. Tự cảm nhận, tự hiểu. Con người dốt nó còn người ta còn nhận khớp được mà dân ăn học không hề không biết. Mày hô mày là khô mày lanh quá sao cái chuyện đó mình biết ứng xử. Chuyện đó là chuyện gì vậy? Thì mọi công việc trong cuộc sống và xã hội. Dạ. Chứ giải thích sao? Giải thích sao cho đúng, giải thích sao cho sai. Rồi một chút thầy đi tới chỗ nào thầy về thầy? 2-3 ngày tuần lễ, 2 tuần lễ. Thầy đi luôn cũng được. Rồi vậy mày nhắc chi vậy? Vậy mày nhắc tình thì có chùa không? Thầy có chùa không? Mà tao đi giờ nào tao đi mày về chùa cho mày quay. Con quan tâm con mới hỏi thầy. Quan tâm gì vui. Thầy về chưa? Thầy tao đói, giờ tao đói mày có cho tao ăn không? Dạ không. Quan tâm nè, thầy thèm nước, thèm nước nè, thèm tiền cho tiền nè, thèm xe cho xe nè. Thèm nước thôi. Rồi tiền mày cho tiền nè, mày làm điều đó được không? Gì? Bộ cụm tủ này nè, giờ nó hư ga hết rồi, 3 tủ nó bị gì không? Hết ga, giờ phải bơm ga nó mới lạnh được. Ổn hư rồi thầy. Chứ 5-10 năm rồi là gì nó trên con, trên. Đậy nắp lại, nước nào có 2 loại nước đó, một chai xịt tin và một chai bột cũng hoài kìa. Thầy uống cái gì thầy?
Thì giờ con mua cái nào cũng giá giống nhau hết á. Giá nhiêu thầy? 50. 50. Hỏi tao nói lậu rồi mà. Lên giá rồi đó, 20 giờ 50 rồi không có, mày đưa 20 đi coi như mày tao bán vốn mày đi. Dạ. Hiểu không? Vốn đó có mười mấy ngàn thì bán 20 ngàn. Thì phải có lợi chứ mày nói à, bán cái gì không lợi cũng bao bưng chỉ bán cho trời. Sao thì nó bán vốn? Vốn không phải lợi vậy. Ít. Là lợi ít. Dạ. Lợi ít. Không nói được. Vậy mới được. Không được, một là một mà một là hai. Dạ. Một là chút chút mày à. Ừ, tao phải trợn mắt mày à. Cho người ta còn sống nữa hay. Ừ. Đôi môi quyến rũ của thầy. Ừ. Nay nó lên màu rồi đó thầy. Khổ quá con ơi. Ai làm mày khổ hả? Tụi con. Tụi con.